Hai đứa đến phỏng vấn hả? Dạ đúng rồi chú. Uống nước đi, uống nước đi. Cảm ơn. Hai đứa. Ủa? Thằng này nó bị sao vậy con? Dạ nó đừng có quan tâm tới chú. Ý chú đừng có quan tâm tới con. Dạ không, ý của con là con với nó đừng quan tâm tới... Dạ không, ý của con là... Bây giờ hai đứa mày giới thiệu đi. Dạ, con là Thớt, bạn là Ngọc. Hai tụi con năm nay 23 năm. Hai tụi con năm nay 25 năm. Ăn cái này đi. Hai năm nay tụi con... Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc Lào Nghệ An. Con 3 năm... À, ý của con là 3 năm nay, 2 năm nay 3. Năm nay tụi con 23 tuổi. Wow. Trời ơi. Nó nói đúng rồi đó chú. 2 năm nay tụi con 3 năm... Stop. Ý... Mày càng nói tao càng rối. Mày bớt nói lại đi. Đâu, thằng bé này nói coi. Rồi tụi bay có sở trường gì? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Hôm nay chơi vui ghê. Tụi bay làm chú nhớ cái thời tuổi thơ của chú quá. Xong rồi, tụi bay về đi. Ủa, sao vậy chú? Sao nhở? Sao cái gì? Khùng khùng điên điên tụi bay có tấm nướng. Thôi về đi. The next day. Mới ngày đầu đi làm cô bán được dữ với tụi con. Mời đẹp. Nay tụi con đâu? Nay tụi con đâu lắm á chú. Chú chạy tụi không không không. Nay chú. Dạ không. Nay gấu nhiều. Dạ không. Nay chú nhiều. Nay nay khách nhiều. Nên là chú chạy. Dạ không. Nay khách nhiều. Nay khách nhiều. Chạy tụi gấu luôn. Nè mày dạ. Ăn đi. Nay quán đông lắm chú. Tụi con chạy muốn tụt gấu. Để chú coi được dư tiền. Tiền ơi là tiền. Còn cái nịt. Bay qua chừng mà tiền đâu hết rồi Thớt. Toàn sự. Toàn thật sự vui em mà. Tiền gì chú? Nay trường khai. Nay khai trương. Đúng rồi, nay khai trương. Nên là chú đưa cho con một. Con đưa cho chú. Dạ không, khai trương nên là khách đưa cho con 1k. Đừng nói với tao là mày khai trương đồng giá 1k nha. Dạ, dạ, dạ đúng rồi đó, dạ, dạ đúng rồi chú. Thôi, em làm vậy là chết ông chú rồi. Bữa nay mình khai trương. Khai trương mà, em nhớ nha. Mình phải lấy lòng khách. Mình phải free cho khách. Giống như anh nè, có lấy đồng nào đâu. Ôi ơi, chết ơi, chết ơi. The next day. Trong hai đứa tụi bay, đứa nào xé quần của khách để khách tới mắng vốn tao. Là con Thớt đó chú. Chú anh chào anh. Ui, em chào anh. Vô anh em đi. À không, anh vô anh đi. Này đậu cà ve. Dạ không, ý em là đậu cà ve. Dạ không, đậu Hà Lan. À đậu Hà Lan. Anh đi anh. Ôi, nhức đầu quá. Không mua. Cái gì vậy? Anh cho tôi. Tao kêu mày giữ chân khách mà mày giữ luôn cái quần của khách vậy hả Thớt? Kiểu gì? Chưa hết đâu chú. Thớt nó còn xé mấy cái áo này của khách nữa nè. The next day. Ơn, đi vô hàng cho chú nha. Dạ chú. Đi nhanh đi về. Dừng lại. Anh không nghe chú nói gì hả? Đi cái xe đó thì chừng nào mới tới? Lỡ xe em chở. Chú ơi, chú mua bảo hiểm cho con chưa? Mày đợi tao một chút. Tao mua bảo hiểm rồi đây. Mày kiếm chú này lẹ lên. Kiếm sao? Mình phải là chú cháu nghe chú. Nhanh lên, bắt việc. Con đi nghe chú. Chú ơi, chú nhớ đám giỗ đầu của con, chú cúng cái món gì nữa con thích ăn á nha chú. Làm một miếng trước khi đi nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hai đứa làm tốt lắm. Nhớ coi ở đây giống như ở nhà nha hai đứa. Coi như ở nhà. Đứa lên thằng kia. Trời ơi chết rồi. Trời ơi chết tôi rồi, trời đất ơi. Chị mày, đang trong giờ làm, ai cho mày nằm đây, ai cho mày ngủ.
mày dám làm lơ tao hả? Tao cho mày nghỉ việc luôn bây giờ. Dậy, dậy, dậy. Vậy mày, đụng mày giờ này còn ngủ nữa, không qua. Chú làm cái gì dữ vậy chú? Ừ. Con làm theo lời chú dặn mà. Tao dặn mày cái gì? Chú nói là coi ở đây như ở nhà. Thì ở nhà con toàn ăn với ngủ không à? Mày tới số với tao. Khoan. Chú nhìn con hết kìa. Giống như con thương thân ngạo phạm tình như thế sai. Giống như con ông vàng tuyệt còn tình ái ngọt ngào. Ngào người đâu. Ừ. Ủa Thớt, thằng Luân mập đâu sao có mình con trong quán vậy? Dạ chú. Tỉnh. Giờ đi đường nào anh? Rồi phải. Rồi mắc cái gì nó phải đi theo khách. Ủa chú không nhớ hả? Điều cốt lõi á của nghề làm dịch vụ là phải tận tâm với khách hàng. Tụi con nhớ nha. Tao muốn thả hai đứa tụi bay luôn á. Thôi đưa cái điện thoại đi cho chú, chú gọi nó về. Này có một mình con ở trong quán à. Là sao? Mà khách vô hỏi đường á chú, mà con không biết phải làm sao nữa. Cho nên là con lấy điện thoại của chú cho khách để khách tìm đường cho dễ. The next day. Mày báo tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ mày báo luôn khách của tao nhà Thất. Ủa chú, con có báo gì chú đâu. Ngày hôm qua tao kêu mày đi giao hàng cho khách, tại sao mày ăn luôn đồ ăn của khách nhà Thất? Trời đất ơi, chú chưa biết cái chuyện gì hết trơn á mà chú đã chửi con rồi. Cái đậu phòng này nè, chú thấy có ngon không? Cái đậu phòng này nó ngon. Ừ thì nó ngon. Vậy mà ông khách ông hỏi con, ủa cái đậu này nó có ngon không em? Chú nghĩ xem có tức không? Thì kinh rồi. Tức, đậu này sao nữa? Tức ơi, trên này là có mấy mỡ hộp nè, con khui ra, xong rồi con ăn á, cho ông xem là ông ngon như thế nào. Ủa ngon thì mày ăn một miếng thôi chứ mắc gì mày ăn hết nguyên hộp của khách vậy? Thì cũng tại ổng, ổng ăn thử xong ổng kêu, ủa cái hộp đậu phộng này nó cũng ngon, nhưng mà nó không có ngon như lời con nói. Thế nên con mới ăn hết để chứng minh cho ông thấy là cái hộp đậu nó rất là ngon. Thôi coi mày đi giao hàng với chú đi con. Chú có thấy con đang bệnh hả? Chú kêu anh Luân đi đi. Ừ, nó đi giao hàng rồi. Ờ thì chú tự đi đi. Ở đây mày là chủ hay tao là chủ vậy? Ừ. Trong giờ làm mà mày bấm điện thoại à, mày tin tao đọc cái điện thoại mày luôn không? Có ngon chú đọc đi nè. Sao chú có tiền điện cho con không? Thôi ơi! Thôi! Thôi ơi! Thôi! Thôi ơi! Thôi! Thôi ơi! Con đừng có đi! Chú sai rồi! Chú sai rồi! Con đừng có đi! Thôi ơi! Chú sai rồi! Mày làm với chú đi! Con bấm điện thoại không cũng được! Chú tăng lương gấp đôi cho con luôn! Nên đi mà thôi! Đi mà. Cười gì? Mày bị khùng hả? Tao nói coi! Mày biết cái hũ khô gà này nó ngon lắm không? Nghỉ việc rồi cũng không quên bào tao nữa! Nè! Làm một miếng trước khi xin việc mới cho con! Luân ơi, tôi thấy chán quá. Mày hát tặng chú một bài. Dạ chú ơi, con không biết hát. Hát họ ở đây con ngại lắm. Trời đất ơi, mày là nam nhi, mày mạnh mẽ lên, dũng cảm lên, hát đi, tao không có chơi đâu. Dạ chú ơi, con không biết hát thiệt mà. Hát ở đây con mắc cỡ lắm. Nè, làm miếng khô bò xé sợi giờ, lấy khí thế đi. Dạ chú ơi, con thấy con mạnh mẽ lên rồi nè chú. Mời nè. Thấy dũng cảm rồi hả? Thấy hơn người khí thế chưa? Rồi, hát đi. Bố mày không biết hát. A few minutes later. Ôi nha. Ê Luân. Dạ. Trung thu này á, mày ước cái gì? Ước cho mày cái đó. Damn. Rồi, trung thu này con sẽ ước là sẽ có một lồng đèn con rồng siêu to khổng lồ vậy nè, mà lại còn biết phun lửa nữa. Mày bớt chuyện lại đi. Nè nè, ăn miếng cho tỉnh đi con. Chẳng hồng nữa nha. Mày ước cái gì đó thực tế ăn đi con. What the hell? Thực tế hả chú? Ước con rồng. Vậy chú ơi, cho con ước lại là con năm nay sẽ có người yêu được không chú? Ủa chú đi đâu vậy chú? Chú ơi! Ủa chú đi đâu vậy chú? Chú làm gì vậy chú? Tao đang chặt tre để làm con rồng siêu to khổng lồ cho mày nè. A few minutes later. Thôi chết rồi Thớt ơi là Thớt. Mày quản lý cái sổ sách kiểu gì mà mày nhập sai tùm lum hết chứ gì hả? Trời ơi mày biết như vậy là thiệt hại cho chú biết bao nhiêu hả? Mai mày ra kia giữ xe, cho thằng Lương Mập vô đây. Khoan, xe là thứ có giá trị, mày phải coi nó như xe của mày chứ, giữ cho cẩn thận vô. Đi đi. The next day. Chết rồi Thớt ơi, khách báo với tao là bị mất xe. Mày giữ xe cái kiểu gì? Tại sao mày còn ngồi đây ăn nữa hả? Lấy cái gì mà đền cho khách bây giờ? Chú đừng có lo,
xe của khách á không có mất được đâu. Ừ. Có nhờ người ta dự giùm rồi. Là sao? Thì cùng tại chú. Chú kêu á là coi xe của khách như là tài sản của con. Mà tháng này con kẹt quá, cho nên là con lấy xe của khách con cầm tạm rồi.